Chào mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu phụ kiện gắn cánh đến từ thương hiệu Hafler nhé. Đây là sẽ là một cái giải pháp mà mình nghĩ rất là hoàn hảo cho những không gian muốn tiết kiệm diện tích, đặc biệt là trong căn bếp của mình. Rồi, đây là cái phụ kiện mình đang nói tới. Đây là một cái phụ kiện sẽ gồm có phần hộp ray này, phần kệ 1, 2, 3 này được gắn vào cánh. Thì khi mà mua về chúng ta chỉ cần lắp thêm cái phần phía dưới này thôi nha mọi người, phần gỗ để mà nó kết hợp chung với bộ ray này, rất là đơn giản. Thì bộ ray này cũng sẽ được kết hợp với chế độ giảm chấn, cho nên là khi mà mình mở ra nó cũng sẽ rất là êm ái và dễ sử dụng. Tiếp theo nữa, một option khác dành cho tủ, đây là cái phụ kiện lọt lòng. Đây, đúng như cái tên gọi của nó, có nghĩa là nó lọt vào bên trong, và khi mình sử dụng thì mình cũng sẽ có cái bộ ray để mình cầm mình kéo ra. Khi mua về thì các bạn chỉ cần gắn thêm cái phần mặt gỗ ở phía bên dưới này thôi nha. Đây, kéo vô ra giảm chấn rất là an toàn và dễ sử dụng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới đó. Chào tạm biệt mọi người nhé.